Chào các bạn nha. Hôm nay mình đi đặt lợp nữa các bạn ơi. Dưới hôm nay mình có dân lưới nha các bạn. Hôm nay mình làm hai cái clip nha. Hai clip các bạn. Bữa nay mình làm một clip một thì dài lắm các bạn ơi. Mình làm cái clip rất chiều thì mình dân lưới với mình đặt lợp nha các bạn. Rồi sáng mình làm cái clip mình dỡ lợp với mình giờ cuốn lưới nha các bạn ơi. Đây hôm nay mình có làm nguyên một cái. Dẫu biết rằng là cái thao là kèm theo những cơn lũ lợp lại về. Rồi này là cát nha. Rồi đầu mình múc sắc mắm đổ vô thao cát này rồi. Xuống dưới mình nặng theo múc sình nha các bạn. Các bạn đợi mình nha. Đây mình đã chế sắc mắm vô đây nha các bạn. Vô cát nha. Xuống dưới đó mình múc sình nha các bạn. Cái tên sình non mình trộn vô rồi mình dẫn lưới nha các bạn ơi. Đây nha các bạn. Mình đã trộn sình lên nha các bạn. Ước của những con người miền Tây từ tấm bé. Rồi mình dặn dưới bông điên đó đó với những bông súng rực rỡ giữa vùng nước mênh mông với cuộc sống người dân đang thay đổi từng ngày. Rồi các bạn đợi mình nha. Mình dặn xuôi đường này các bạn. Rực rỡ giữa vùng nước mênh mông với cuộc sống người dân đang thay đổi từng ngày. Đây nha các bạn, mình giăng từ đây dài qua bên đó các bạn. Rồi mình chỉ cho các bạn coi đi rồi mình giăng nha các bạn ơi. Rồi các bạn hãy đợi mình nha, mình giăng xong mình đi qua bên kia mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Để mình quay nhiều quá nó mình còn đi đặt lợp nữa các bạn. Rồi các bạn ơi, mình giăng cặp mé đường mương này nha các bạn. Một tay các bạn, mình vô. Hôm kia mình giăng tay các bạn ơi. Ơi mệt quá các bạn ơi. Chỗ này năm rồi mình giăng dính đen con nha các bạn. Cá rô nha.
rồi các bạn đợi mình nha. Để mình giải sắc mắm một cái rồi mình cho các bạn xem nha. Nó mà giải sắc mắm gì các bạn? Cho cá nó xuống nó ăn các bạn. Cá nó ngồi lại nó ăn. Không giải sắc mắm. Không có chín mùi các bạn ơi. Rồi các bạn đợi mình nấy nha, đợi mình đi đặt lợp nha. Đây mình sẽ đặt cho này cái nha các bạn. Mấy mắt mà nó đặt tùm lum cho các bạn ơi. Đây mình sẽ xuống cái đường này các bạn, mình đặt xin cái các bạn. Cái này bữa hôm chạy đâu chừng nửa cái lợp các bạn. Mà ngày hôm qua có một kia nó đặt. Nó đặt rồi các bạn ơi. Mình bữa nay mình đặt lại mình mốt cái măng, nhưng mà cái dìa này nó ép dữ lắm các bạn. Nhưng mà mình đặt cái đại vậy. Chạy thì chạy nhiêu ăn nhiêu các bạn ơi. Chứ biết sao giờ. Dìa này dìa của thiên hạ. Về nhà nữa mình đâu có la mắng người ta được.
thôi một cái nha các bạn ơi, còn hai cái nha các bạn. Hai cái mình đặt về đằng kia luôn, chứ đằng kia mình dở cái ô mình giăng cho lưới cho xong luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mình giăng cho lưới chỗ cây đại đó là dài lại đằng đó là một cái cuối cùng các bạn. Mình đã xong nha. Rồi mình vô các bạn ơi. Rồi các bạn nào yêu quý mình để lại cho mình một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha các bạn ơi. Để mình có làm clip gì đó mà không hay gì vậy, các bạn để lại cho mình một bình luận để mình biết sau này những mình làm những cái clip kia khác hay hơn nha các bạn. Các bạn cho mình một ý kiến nha các bạn ơi. Thôi chào các bạn nha.